Cô chào các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng ôn tập để chuẩn bị cho bài thi giữa học kỳ 2 sắp tới nhé. Bài thi giữa học kỳ 2 thì chúng ta sẽ thi vào tuần 10. Về giới hạn ôn tập, chúng ta sẽ có 3 bài. Bài 7, ứng phó với tình huống nguy hiểm. Bài 8, tiết kiệm. Và bài số 9, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Về cấu trúc đề sẽ gồm có hai phần. Phần trắc nghiệm 12 câu tương ứng 3 điểm, phần tự luận 3 câu tương ứng 7 điểm. Đầu tiên chúng ta đến với kiến thức lý thuyết của bài 7 ứng phó với tình huống nguy hiểm. Trước tiên chúng ta hiểu tình huống nguy hiểm là những tình huống mà có thể gây ra tổn thất về tinh thần, thể chất cho cá nhân, xã hội. Một số tình huống nguy hiểm mà chúng ta có thể gặp trong cuộc sống, ví dụ như là đuối nước, té ngã, tai nạn, dị ứng thuốc, bị bắt cóc, vân vân. Khi đối diện với những tình huống nguy hiểm thì chúng ta sẽ có quy trình ứng phó như sau. Bước đầu tiên, nhận diện tình huống nguy hiểm. Bước 2, bình tĩnh suy nghĩ. Bước 3, liệt kê các cách ứng phó. Và bước 4, chọn phương án ứng phó hiệu quả. Vậy thì khi đối diện với tình huống nguy hiểm, điều đầu tiên chúng ta cần đó là phải bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ để tìm sự hỗ trợ và cách ứng phó phù hợp, an toàn nhất. Khi gặp tình huống nguy hiểm, khó có thể đối đầu thì chúng ta có thể trốn chạy, kêu cứu, sau đó tìm cách để lại dấu vết, thông tin để báo cho người thân, công an và những người xung quanh. Một số trường hợp, chúng ta có thể cân nhắc đến việc đánh thật mạnh vào chỗ hiểm của kẻ xấu nếu có thể để tự bảo vệ mình. Nếu cảm thấy sự an toàn của bản thân hay của người khác bị đe dọa, em có thể gọi những số điện thoại sau. Đường dây hỗ trợ trẻ em 1800 1507, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, Cảnh sát 113, Phòng cháy chữa cháy 114, Cứu thương 115, hoặc các em có thể báo trực tiếp gọi điện thoại đến người thân, bạn bè, những người mà em cảm thấy tin cậy nhất. Chúng ta qua bài số 8, tiết kiệm. Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý tiền bạc, của cải, thời gian, sức lực của mình và của người khác. Biểu hiện của tính tiết kiệm đó là sự chi tiêu hợp lý. Những việc làm cụ thể như là tắt các thiết bị điện, khóa vòi nước khi không sử dụng, sắp xếp thời gian làm việc khoa học để tiết kiệm thời gian, sử dụng hợp lý và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo quản đồ dùng học tập, lao động khi sử dụng, bảo vệ của công. Khi chúng ta sống tiết kiệm thì thể hiện chúng ta là những người biết quý trọng kết quả lao động của mình và của người khác. Đồng thời, khi tiết kiệm thì chúng ta sẽ có điều kiện để giúp đỡ, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Vậy thì chúng ta đến với bài số 9. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ở bài này chúng ta cần nắm rõ công dân là gì, quốc tịch là gì. Công dân là một cá nhân hoặc một con người cụ thể mang quốc tịch của một quốc gia, có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Quốc tịch là căn cứ để xác định công dân một nước. Như vậy, để xác định mình là công dân nước nào thì người ta sẽ căn cứ vào quốc tịch. Và những cái điều kiện để có quốc tịch Việt Nam thì cô đã giới thiệu rất kỹ trong bài học rồi. Ở phần số 2, phần trắc nghiệm và bài tập vận dụng. À, phần này chúng ta sẽ cùng thực hành ở trên lớp các em nhé. Chúc các em ôn tập và thi đạt kết quả tốt. Cô chào các em.